Xin chào quý vị và các bạn. Hùng Nguyễn Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh vừa dùng nghe nhạc và đặc biệt là hát karaoke rất hay. Bộ âm thanh này, Hùng Nguyễn Đông Anh đang sử dụng cặp loa chuyên dụng của hãng Paramax, model là Pro C12. Đây là một model chất lượng. Nó được thiết kế theo phong cách châu Âu và rất tỉ mỉ và rất đẹp mắt. Đặc biệt độ bền của model này rất cao, nó bảo hành được lên đến 5 năm. Loa được thiết kế một bát 30, hai loa chung và hai loa tép trên một thùng loa, tổng là 5 loa trên một thùng loa. Model này các bác có thể dùng âm ni của hãng hoặc các bác có thể dùng đến cục đẩy. Và ở đây tôi đang ghép với cục đẩy cộng với vang cơ và một bộ mic không dây. Chọn bộ sản phẩm mà Hùng Nguyễn Đông Anh đang giới thiệu đang có giá là 20.700.000 đồng. Và nếu như quý vị và các bạn mua chọn bộ 20.700.000 đồng thì Hùng Nguyễn Đông Anh sẽ khuyến mại tặng thêm một cặp chân loa như chiếc ống kính máy quay đây. C12 Pro chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Các bác có thể nghe đa dạng các loại nhạc, đặc biệt là hát karaoke, rất khỏe và rất hay. Nếu như các bác đang cần tìm một bộ âm thanh có mức giá trên dưới 20 triệu, hàng đẹp và chất lượng thì xin mời tham khảo bộ âm thanh Hùng Nguyễn Đông Anh vừa giới thiệu và xin mời đến xem trực tiếp tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Nguyễn Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Các bác dùng nghe nhạc cũng rất hay và hát karaoke đặc biệt là rất hay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì xin mời đến Hùng Nguyễn Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Tại đây Hùng Nguyễn Đông Anh có bán trả góp cũng như ship hàng trên toàn quốc. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ Hùng Nguyễn Đông Anh bằng cách nhấn like, chia sẻ và trực tiếp đến Hùng Nguyễn Đông Anh để dinh bộ âm thanh cực kỳ chất lượng này về. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.